các bạn ơi, để làm món kho quẹt thì mình chuẩn bị 200g mỡ xay như thế này nè các bạn. Mình đã cắt hạt lựu ha, hai củ hành tím cùng với lại tôm khô, vì con tôm khô của nhà mình á nó to nên mình cắt làm đôi, và mình đã ngâm nước được khoảng 15-20 phút. Bây giờ mình đã vớt ra nè các bạn. Gia vị gồm có bột ngọt nè, ớt nè, ớt mình đã cắt một trái và bỏ bớt hột ha, bột nêm, muối, đường cùng với lại tiêu. Để ăn cái món kho quẹt này thì mình chỉ sử dụng cái bầu thôi các bạn, bầu luộc ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Đây mình dùng một cái nồi đất nhỏ như thế này để mình làm cái món kho quẹt cho hấp dẫn. Lúc này khi mà cái nồi á các bạn nó đã nóng á và khô nước á, mình rửa sơ á, thì mình sẽ cho cái phần bỏ vào khuyên nha. Ở đây mình thích ăn thích mỡ nên thành ra mình cắt to như thế này. Còn bạn nào á mà thích ăn nhỏ hơn thì có thể cắt nhỏ hơn cũng được ha. Bây giờ mình khi mình lấy phần mỡ, bạn cứ để lửa nhỏ. Mình lượt qua cái chén như thế này nha. Lúc này mình chừa một ít dầu còn trong cái nồi như thế này. Mình sẽ cho cái phần đường vào nha các bạn. Cho khoảng 1 muỗng rưỡi canh đường. Vì cái muỗng này mình đông khoảng 1 muỗng rưỡi canh nha các bạn. Mình cho ở nhiệt độ nhỏ thôi để mà mình phi. Mình lấy cái thắng cái màu cánh gián cho nó đẹp. Sẽ cho 2 muỗng canh nước mắm. Rồi. Mình sẽ cho thêm một ít bột nêm nữa cho nó vị nó đậm đà. Và nửa muỗng cà phê muối. Để cái vị kho quẹt này nó có thêm cái vị ngọt ngọt mặn mặn thì không thể thiếu đường nha các bạn. Mình sẽ cho 1 muỗng canh đường vào. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không nè, cái màu nó rất là hấp dẫn nha. Sẽ chút cái phần
lớp mỡ, rất là hấp dẫn. Và không thể thiếu đó là tiêu. Mình sẽ cho tiêu vào. Wow, thơm quá. Trái ớt mới nãy nè, mình sẽ trang trí lên. Các bạn thấy hấp dẫn không nè? Được rồi đó các bạn, mình sẽ tắt bếp nha. Cái nồi kho quẹt này như thế này là đã xong rồi nè các bạn. Rất là nhanh và gọn ha các bạn. Thì bây giờ mình chỉ quay qua mình luộc bầu là xong rồi. Để luộc bầu thì đầu tiên mình sẽ bắt một bít nước và mình sẽ cho một nửa muỗng cà phê muối vào cho cái vị nó hơi đậm đà khi mình luộc với các bạn. Và mình đậy nắp và chờ cho nước sôi. Và đây là trái bầu mình sẽ luộc để là vỏ, thì ở đây mình sẽ cắt hai phần bầu như thế này và mình sẽ bỏ bớt phần vỏ. Đây, mình bỏ như thế này các bạn ha, và mình sẽ chỉ việc là cắt cho vừa ăn. Thì đối với món luộc thì mình cắt cho to một tí, đừng có để nhỏ đây nào các bạn ha. Vì chấm như thế này, mình chấm với lại kho quẹt rất là ngon. Nó sẽ không có, khi luộc nó sẽ không bị bể ra, nó mềm đó các bạn. Và mình gắp nó cũng cứng, dễ gắp hơn nữa. Lúc này nước trong nồi đã sôi như thế này, mình sẽ cho phần bầu vào nha các bạn. Mình luộc trong vòng khoảng 5 phút thì mình vớt ra. Thôi các bạn ơi, sau khi mà mình 5 phút sau mình luộc cái bầu này các bạn, nó rất là hấp dẫn ha. Này, được một dĩa như thế này cùng với lại món kho quẹt rất là ngon. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.